Các bạn quay trở lại cái kênh của Đài 87 ngày hôm nay là anh em mà đã phát hiện cái ổ rắn ở trong cái lô cốt này. Cái lô cốt này là từ thời chống Pháp chống Mỹ đấy. Đây là bỏ hoang và dưới này có rất là nhiều nước nên là ếch nhái nó ở rừng nằm trong này nên là có khả năng là rắn nó vào đây để săn. Nó làm tổ trong đây là mọi người rất là nhiều. Nãy giờ anh em mình đã bắt được rất là nhiều rắn. Bây giờ hôm nay cho Đại 87 thử sức và bắt nốt cái đám rắn còn lại mọi người ạ. Có thể là về đấy. Anh ơi, cẩn thận đi nhá. Đây. Thì bây giờ Đại 87 sẽ bắt những con rắn này. Rất là nhiều rắn mọi người. Kinh khủng thành. Ôi quá là nó luôn nó vào đây này. Con này nó dài đấy. Đứng bên đây luôn. Bây giờ mình còn đứng ra mình đứng bên đây là mình quay cho mọi người. Nó bị quấn rất cái cây kia. Nào mọi người, rắn rất nguy hiểm nhé, cho sát vào nhá. Đấy mọi người. Rất là nguy hiểm. Úi, nó quấn dài này. Đấy. Chưa. Hôm nay có ba anh em đi thôi. Thời tiết rồi. Ui, con này đang lột đây nhỉ. Con này đang lột sắp ăn. Con này lột sắp xong rồi mọi người. Thôi vừa hết vảy ra. Rất là ghê luôn các bạn. Ui, cảm giác cái nào anh Đại? Thấy cái mảnh đang rất là hồi hộp đấy. Rất là nhiều rắn luôn anh em. Em cũng đang toát hết mồ hôi rồi anh ạ. Đầu tiên mà gặp cái này. Ôi, anh Thành cái đứng trên này. Anh có rắn kìa. Cẩn thận đi. Này, thấy con rắn là to chà bá luôn. Con này to nhỉ. Ui giời ơi, đẹp xì. Đấy nó lao rồi. Bình tĩnh nha. Này cho cầm móc vào nó. Con này phải là cân rưỡi hay cân đấy. Tiếp luôn. Lại cẩn thận nhé. Con này to này, to chắc. Ui giời ơi. Mọi người xem. Ui giời ơi. Ui giời ơi, nó cắn. À, nó cắn nó lỗ phỉ ấy. Ui giời, trông màng nó bành. Màng nó bành. Ui giời, cái thế màng nó bành đã màn luôn. Trời khủng khiếp. Ui giời, cẩn thận nhé. Cho sát bóng vào cái đám đầu nó. Cũng rất nguy hiểm. Cứ bình tĩnh cho sát bóng xuống dưới. Không được cái đầu nó ngoảnh được. Đám nó rất là chật hẹp mọi người. Khá là nguy hiểm các bạn ạ. Rất là nguy hiểm. Ui, nó bỏ dưới chân này cảnh kìa. Lúc kìa. Nói chung là mình không cựa động thì là nó chắc không ấy đâu. Đấy con này đang lao này. Các bạn là không gặp những loài rắn này là nghiêm cấm. Chẳng xa. Anh em mình là có được học cách bắt rắn rồi nên là có thể xử lý được. Vẫn phải cẩn thận nhé. Cẩn thận đấy. Gặp mấy mồ hôi ạ. Cảm ơn cảm hết tay rồi đấy. Gạt hết cả cái đám chân lên thử không con nào. Bắt hết từ đám chân bắt vào đi. Gạt hết xin đưa cái thuổng cho đại gạt hết cái đám đấy bắt hết ở cái đám giờ đấy xem thử cẩn thận có con nào. Kiểm tra dọn như này đi xem là kiểm tra xem nó ở đâu. Đúng cái chỗ nó ở nấp vừa vào cây cỏ um tùm luôn. Anh em bắt hết đi. Cẩn thận nó không có vừa có mấy cái kim tiêm nó cắm vào chân này. Bình cái xác rồi anh. Nó lột ở đây nhiều chứ mọi người. Này nó là tổ đây, nó khá lâu. Đây là các bạn biết sát này. Nó lột đây này. Ok. Đắm đây quả này. Thấy rồi. Dã mà. Dưới chân anh kìa, dưới chân anh kìa. Ui dồi. Nó lột này. Nhìn chưa, cái bụng này. Quá kìa. Cho anh em bắt đây. Con này khá là đen, đen phóng này. Con này nhỏ hơn một chút, nhưng mà rất là nhanh nhé. Cẩn thận tay nhé. Ui giời, bạn nhỉ. Ui giời, tay kìa. Đại 87 tay cơ cũng đã lên rất là cao rồi mọi người nhé. Bây giờ bắt rắn cũng rất là thuần thục. Con này từ đặt mà đi với sư phụ với anh em thì anh em đều chỉ bảo rất là tận tình, mình mới có thể rút kinh nghiệm được. Lần đầu tiên là Đại 87 là đã bị một con hổ mang cắn mọi người, thì đã vô tình gặp anh em mình và sư phụ, thì may đến kịp thời cũng đã chữa cho Đại 87. Nhưng mà Đại 87 cũng đã
từ ngày đấy là Đại Tam Bảy cũng đã theo sư phụ và anh em cũng đã học được cái nghề bắt rắn đó. Bây giờ là thường xuyên đi theo anh em bắt rắn mọi người. Thì mọi người hãy ủng hộ Đại Tam Bảy bằng cách là like, chia sẻ và đăng ký kênh. Đấy. Thì cái nghề bắt rắn của anh em mình nó rất là nguy hiểm đó mọi người nhé. Không biết con kia chạy đâu rồi. Hình như là cái đám này là con này là hết rồi mọi người. Thì anh em mình sẽ ra ngoài để xem vào trong khu vực trong kia xem có con nào nữa không thì lại tiếp tục bắt thôi. Mọi người xem. Ui, con này phi đã. Đấy, tí nước phi. Đấy, tí nước phi. Đấy, tí nước phi. mỗi túi hơn chục con, sợ thật.
được 3 túi rồi mọi người. Em đứng luôn ạ. Em đứng lại đây. Cho hát đầu nó vậy thôi. Anh em hoặc hoặc hát cái đầu. Em đứng luôn ạ. Bỏ túi luôn lại chỗ này nó chặt. Xinh xinh đứng luôn lại. Chỗ này chặt hạt nên anh em cứ phải cẩn thận. Nhưng mà nó cắn tới cái mọi người rất là nguy hiểm. Cầm sát em tí, tại cầm giữa lên. Hôm nay không có sự phụ ba anh em được một fan trải nghiệm rất là hồi hộp quá đấy ạ, toát hết mồ hôi ấy. Đi kiểm tra cái gì? Đi tiếp tục vào trong đây để xem được của con nào. Để xem. Bây giờ mình vào mình xong. Tại hơn. Đây em thấy cái này. Ui, đâu có hàm. Đi, ủi tối đưa sổ thế. Anh bây giờ tiếp tục lùng xem được còn con nào nó không thì phát nốt ở rám trong đi. Còn nó còn một cái. Cái chỗ này nó gọi là lô cốt này nó lại cũng có chỗ phát nốt hay không bị ký này nhỉ? Chỗ này nó bị ký. Tắt nước. Đi. Để lấy con. Vừa lúc vào nó có bắt được hai con được lắm này. Đây đây đây. Đâu. Ở dưới mỏ đá à? À đúng rồi, vừa còn con ở dưới đá mỏ đá này. Còn nó chưa ra. Ơ cái kia, cái kia. Cái kia ngoài nó đang cây móc. Cây móc đó. Sao? Có á, anh nhìn thấy người đó rồi. Nhấc chắc hẳn lên, gầy gầy lên đi. Để em gầy nữa. Nào, để cho anh. Cho đi. Đấy, nó lì con này khá lì luôn. Đấy, thế hóa ra con vừa nãy không phải à? Con vừa nãy là con khác, con này là con khác. Ui. Nào, cẩn thận nhé. Cái sườn nó ở trong nó đang kè lưỡi này mọi người. Nguy hiểm quá. Chưa móc rồi, theo theo nó đây. Nó lao đây nguy hiểm lắm. Con này gì thế này? Không móc à? Đấy, nó ra đầu kìa. Được rồi. Chưa đâu kìa. Theo đây đi. Theo. Lấy cái đầu đầu kìa. Theo đi. Theo đúng móc cơ. Đây rồi. Rồi. Xin đem. Ui. Nhiều quá mọi người. Cuối cùng là nó chui ở dưới cái hòn đá này. Anh em vừa quên không nhìn ở dưới. Cởi một túi nào luôn, một túi nào luôn. Vừa tìm vào trong là hết hai túi. Túi này đầy quá rồi. Mấy cái này. Túi nào vơi thì chỗ này được đến mấy chục cân nhỉ? Ừ. Đây ba túi này cũng được khá nhiều mọi người, 30-40 con, mỗi túi hơn chục con. Con này cũng đang lột thành đặc thế. Run hết cả tay, rắn lắm quá, run hết cả tay mọi người. Xin công chí run hết cả tay. Thật sự em bây giờ em vẫn đang run này. Đây hôm nay là anh em được một fan trải nghiệm rất là ấy luôn. Nói chung là mấy con hổ mang này là bây giờ anh em có thể xử lý được rồi mọi người nhé. Từ hổ chúa thì phải gọi sư phụ ngay. Toàn những con hổ các bạn. Hổ mang này là anh em mình tay, xử lý chân tay của nó thật với các bạn là từ trước giờ những hổ rắn này sinh chưa gặp bao giờ ấy. Tay anh ơi. Bình tĩnh cho nó hạ sát luôn, đừng để vậy nó ngẩn như vậy là rất nguy hiểm cho người cầm túi. Cho sát không? Cho sát trước. Rồi. Đấy mọi người nhé. Ok rồi mọi người nhé.
thì anh em cũng đã thu được cái ổ rắn này khoảng độ hơn 450 con rồi mọi người ạ. Mấy chục cân, 20 cân, 30 cân. Thì có khi là anh em mình cho gọn hàng vào rồi chuẩn bị chuyển xem xung quanh còn không thì di chuyển đi. Được, cái ổ rắn này khá là khủng đó mọi người nhé. Thì có khi là tạm thời video này các bạn ạ, bây giờ tạm thời video của mình cũng kết thúc nhé. Để mình đi kiểm tra xem xung quanh nó như thế nào. Mọi người thấy hay và thì hãy nhớ một like và nút chia sẻ cho mình nhé. Xin chào tất cả mọi người. Chào tất cả mọi người nhá. Anh em mình có thể kết thúc video ở đây để đi tiếp tục đi lùng xung quanh trong còn con nào nữa không? Rồi không ấy thì anh em mình chuyển đồ về đi. Được, ổ rắn này quá là khủng rồi. Mọi người nhá, chào tất cả mọi người nhá. Xin chào tất cả mọi người.